Hello cô Ghi, cho làm quen thế nào? Cho làm quen thế nào? Cho làm quen thế nào? Không có quà. Tao giận. Dỗ gì à? Tao giận. Cho sờ mông cái nào? Cho sờ mông cũng được. Không. Cho sờ vai, sờ tay cái nào? Không. Cho sờ tay cái nào? Không. Ồ, thằng này biết nói tiếng chó. Cô gái kìa. Đi đây cô Ghi. Cho sờ mông sờ tay cái, mai dẫn đi tìm gái nào. Cho sờ mông cái nào. Mông đẹp thế nhỉ. Ừ, sờ đi. Sờ nhiều vào. Cho sờ bên đây nữa, cho sờ mông bên đây nữa. Cho sờ đầu cái nào, cho sờ đầu cái nào. Sờ đầu phát nào. Quay đầu đây, cho sờ đầu cái nào. Xong chưa, tao còn đi ăn. Nhanh nào, xem nó gọi tao đi ăn kìa. Đi chơi đâu anh đi, đi chơi đâu anh đi cô Ghi. Tao đi ăn đã, xem nó gọi tao. Cho tao miếng xem ơi. Mòn quá. Đi chơi đâu anh về ăn cô Ghi. Ôi mày ăn đã. Tao đang ăn. Đợi chút đi mày. Chơi đã, đi chơi đó bao anh đi. Chơi bao anh rồi về ăn. Cô Ghi mày ăn rồi. Cô Ghi ham ăn. Tức quá, không ăn nữa, không đi đá bóng nữa. Cô Ghi đáng yêu. Không, cô Ghi ham ăn nữa. Thế còn được. Đi chơi nào cô Ghi. Nói tao ham ăn, tao cắn nó nha. Bóng ở đâu, bóng ở đâu. Xe nó cầm bóng kìa. Đi ra đây đã. Bóng kìa, lấy bóng ở chỗ sen đi chơi kìa cô Ghi. Lấy bóng, lấy bóng. Cho tao bóng đi sen. Lấy bóng. Bóng đây, bóng đây. Bắt bóng nào cô Ghi nhá. Bắt bóng nào cô Ghi. Bắt bóng nào. Vỗ tay. Giỏi ghê, vỗ tay. Chơi lại nào, này nào. Chơi lại nào cô Ghi. Bắt này. Giỏi lắm. Cho mừng cái bóng tung lại nào. Bắt này. Giỏi ghê, cô Ghi giỏi quá. Mai dẫn đi ra công viên chơi cô Ghi nhá. Mày dẫn ra công viên nhá cô Ghi. Mày đi chơi không? Ok.